Rồi hello anh em nha, chào mừng anh em đến với kênh Di Động Phương Phúc nha anh em. Hôm nay lu bu công việc gia đình quá anh em, nên là mình có hơi chậm trễ clip nha, anh em thông cảm ha. Clip buổi trưa hôm nay thì mình sẽ có một ít máy cũ giới thiệu tới anh em nha. Anh em nào ưng thì cứ coi kỹ clip rồi đặt máy nha anh em. Vui là đặt máy mình thì anh em cũng biết rồi, cọc trước 50 ngàn Viettel, cho những máy dưới 1 triệu ha. Còn những máy trên 1 triệu anh em vui làm cọc 100 ngàn Viettel. Nhắn họ tên địa chỉ với mình, tiền cọc thì anh kiếp trừ vào tiền máy, lúc nhận được hàng nha. Con máy đầu tiên hôm nay là con G2 Pro. Đây anh em. G2 Pro nha. Máy thì còn rất là đẹp. Ngoại hình ok luôn. Kính lưng. Đó, máy thì riêng nguyên, chưa có đụng chạm gì hết ha. G2 Pro thì anh em biết rồi, ra cũng 2 năm rồi. Cấu hình, màn hình con này là 5 inch, RAM 1GB, bộ nhớ 16. Pin con này 2006 nha anh em. Thôi, không nói dòng dài nữa, nhanh gọn luôn, 950k kèm sạc cho anh em. Phí ship mình chưa có bao nha, anh em vui lòng cộng thêm phí ship ha. Kèm sạc giá ngự lực cho anh em đầy đủ, giá 950k. Quá bèo nha, một con duy nhất G2 Pro. Tiếp theo con thứ hai là con Xiaomi 6A. Con này kính cam mất nha anh em, mất kính cam vỏ xấu. Có dính keo. Kính thì bê gấp đôi dưới đây. Đó, bê nhẹ gấp dưới đây. Đây. Con này đặc biệt RAM nó mạnh nha. Màn hình 5.45. RAM 3 bộ nhớ 32, pin 3000. Đó, pin 3000 anh em, xài cũng rất là sướng. Cấu hình mạnh, dành cho anh em chơi liên quân ok luôn. Giá mình để cho anh em con này là 890.000 nha, kèm sạc. 890k kèm sạc anh em. Quá bèo. Xiaomi 6A. Đó, coi em quay sao là bán rồi nha anh em. Ok luôn, RAM 332 anh em, giá chỉ có 809 thôi. Ok. Tiếp theo con thứ ba cho anh em là con Samsung G5 Prime. Con này là con One 5, hàng nội địa anh em chứ không phải hàng chính hãng Việt Nam nha, hàng nội địa. Xài ok luôn, cũng không vấn đề gì hết. Đây, cấu hình này One 5, màn hình 5 inch, RAM 2 16. Đó, pin 2006 nha anh em, pin 3000 nha. RAM 2 bộ nhớ 16, pin 3000. Giá 880k kèm sạc cho anh em nha. 880k con G1 5 này. Đó, có xuất sắc theo thời gian. Máy thì máy riêng luôn. Ok, một con duy nhất luôn. Tiếp đến cho anh em là một con Nokia 2.1 anh em. Màn hình cực rộng nha. 5.5 inch, RAM 1 bộ nhớ 8, pin 4000. Đây. Máy thì nguyên riêng luôn. Rất là đẹp anh em. Nokia 2.1. Đó, màn hình rộng rõ nét, nguyên zin. Anh em về sử dụng thoải mái nha. Đó. Giá 890.000 luôn, bán nhanh cho anh em xả hàng luôn. 890k kèm sạc cho anh em luôn. Nokia 2.1 màn hình 5.5 inch, chỉ có 890 thôi. Tiếp theo cho anh em là một con G7 Plus. G7 Plus, con này là vỏ nó cũng có xuất sắc nè anh em. Đó. Vỏ không có được đẹp keng nha, có xuất sắc ha. Con này là mình xin thông báo anh em là màn thay nha, màn thay 3EC nhưng mà loại tốt nhất hiện nay luôn. Màn linh kiện loại tốt nhất, thay rất là ok luôn. Khiết thiệt cho anh em luôn, G7 Plus RAM 4 bộ nhớ 32. Màn hình 5.5 inch, pin con này là 3000. Mình sẽ test cảm ứng cho anh em sơ cho anh em xem. Đó anh em thấy không? Rất ngược. G7 Plus. Để anh em giá con này là một cái như ta. G7 Plus. Xả cho anh em luôn. 1.680.000 kèm sạc cho anh em. 1.680 cho em RAM 4 bộ nhớ 32 GB luôn. Một con duy nhất anh em. Rồi, tiếp theo clip là con G7 Prime bản hàng. Đây, màu đen. Đẹp keng luôn, 989 nguyên zin. Con này thì xài yên tâm luôn anh em. 17 26 GB Prime. Mọi chức năng là hoàn hảo nha.
Con này mọi chức năng hoàn hảo nha anh em. Bản hàng thì anh em biết rồi, xài rất là ổn định nha, không vấn đề hết ha. Con này màn hình 5.5 inch, RAM 3, bộ nhớ 16. Pin này 3.3 nha. Vậy mình để anh em giá 1.690 thôi. 1.690.000. Quá bèo ha. 1.690.000 là mình đã kèm sạc cho anh em rồi nha. Anh em mua về chỉ việc tốn thêm cái phí ship 2-30 ngàn anh em xử thôi nha, không có bỏ thêm gì nào hết. Giá ngân lực ốp lưng mình kèm theo cho anh em luôn, cái nào có ốp kèm ốp, cái nào không thì mình không có kèm nha, anh em thông cảm. Hôm nay mình có con Nokia 7 Plus nè anh em, Nokia 7 Plus nha, màn hình 6 inch, RAM 4/64 và pin con này là 3.800, pin này 3.800 anh em. Nokia 7 Plus này, con này xài rất là mạnh nha, màn hình 6 inch rất rộng đó, ứng dụng anh em thấy một rừng, xài sướng luôn, mấy nghìn riêng, giá 2.500.000 anh em, 2.500.000. Tiếp theo thì mình có một con Oppo F3 nè anh em, Oppo F3, con này là mình đã thay cái vỏ sau cho nó mới này, còn miếng dán luôn ha, thay vỏ sau đẹp như mới luôn, keng sà beng luôn. Oppo F3, con này cấu hình mạnh nha, xài rất là sướng. F3 RAM 4/64, màn hình 5.5 inch và pin con này là 3.200 nha. Để anh em giá 1.650 thôi, 1.650 kính đẹp keng anh em, 1.650 kính keng sà beng luôn. Đó, anh em thấy quá ok luôn. 1.650.000 ra đi con F3 cho anh em. Tiếp theo thì mình có con Oppo F1S vỏ 6. Vỏ sau trời xước này. Kính thì mẹ xíu gấp đây. Kính mẹ xíu gấp đây. Còn màn hình rất là đẹp anh em. Màn trong là ok luôn. F1S vang bóng một thời nha. Mọi chức năng là ring full cho anh em. Xài ok khỏi phải âu lo. Màn hình 5.5 inch, RAM 3, bộ nhớ 32, pin 3475. Giá 950 thôi anh em. Mình để anh em giá 950 nha. Một mức giá phải nói sập sàn. Anh em có một con duy nhất thôi, anh em mua con thứ hai mình cũng không có nha, 950k một con duy nhất. Rồi, anh em yêu quý kênh nhớ bấm đăng ký nha, bấm đăng ký like video ủng hộ mình đó, xem những clip mới nhất từ kênh của mình nha. Tiếp đến là một con Nokia 8.1, máy đẹp gần như hoàn hảo, ở dưới có trời xước nhẹ nhẹ thôi, tại vì nhẹ thôi, đẹp keng sà beng luôn. Nokia 8.1 cấu hình cực mạnh nha, là 4/64. Máy quá đẹp anh em. Màn hình 6.18, RAM 4/64, pin 3.500 nha. Để anh em giá 2.350 thôi. Thiết 500.000, từ 2.8 xuống 2.350. Máy đẹp hoàn hảo luôn nha anh em. Đó, quá ok. Kính đẹp anh em, kính gần như không có trời nha. Kính gần như là không trời xước. Giá 2.350. Quá ok anh em. Tiếp theo là một con Realme Pro. Con này là màn riêng nha anh em. Con này màn thay rồi, con này màn thay. Sorry anh em nha. Màn thay thì mình nói màn thay nha, riêng thì mình nói riêng. Con này màn thay. Realme Pro, RAM 3, bộ nhớ 32. Màn hình 5.5 inch và pin con này là 3.600 nha. Realme Pro, con này để giá anh em giá 1.7 triệu thôi. 1.7 triệu nha. Máy thì đẹp ok luôn. Màn thì thay nên giá mềm cho anh em 1.7 triệu. Realme Pro anh em về dễ xài sử dụng nha. Tiếp theo là mình có con Samsung A20 màu đỏ. Mặt sau thì có hơi chắc benzen một tí này. Thấy không? Còn kính đẹp nha. Kính thì ok luôn. A20 màn hình 6.4. RAM 3, bộ nhớ 32. Đó, pin 4.000 nha. Tèo bay cho anh em luôn, giá 2.3 triệu kèm sạc. 2.3 triệu. Đó, máy rất là ok luôn. Kính đẹp gần như không có trời, máy nguyên zin. Nguyên zin, giá 2.3 triệu kèm sạc cho anh em luôn. Ok nha anh em. Vivo V5, máy là kính đẹp keng, lưng này có xuất sắc theo thời gian sử dụng. RAM 4, bộ nhớ 32, màn hình 5.5 inch, pin 3.000. Con này thì giá báo nhanh cho anh em luôn là 1.750 kèm sạc. Em bật nguồn lên luôn. Đó, Vivo V5, ngoại hình thì cũng ok anh em. Giá ra đi là 1.750 nha anh em, kèm sạc nha.
Tiếp theo là mình có con R6 Plus. R6 Plus máy riêng nguyên. Benzen cao tốc nhẹ. Này. Cao tốc nhẹ Benzen. RAM 3 bộ nhớ 32. Màn hình 6 inch và pin con này là 3300 nha. Giá để anh em 1.8 triệu kèm sạc. 1.8 triệu kèm sạc nha anh em, quá bèo nha. Đã fix cực mạnh rồi nha. Rồi, mình còn một con Reaper Pro nữa nè anh em. Một em Reaper Pro nữa nha, con này cũng rất là đẹp, giống con này luôn nha. Nói chung là con này đẹp hơn, nhìn hơn. Reaper Pro cũng mang thay luôn. Con xài rất là ok luôn, mình sẽ test cảm ứng sơ một máy cho anh em xem. Mình bao anh em luôn, màn bên mình thay ra thì bao test cho em thoải mái nha. Nói vậy chứ không, cũng phải bảo đảm cho khách hàng. Bao cảm ứng cho anh em luôn, đó, cực mượt mà. RAM 3 bộ nhớ 32, màn hình 5.5 và pin con này 3600 nha. Vỏ này đã thay mới cho anh em luôn rồi. Quá đẹp. Con này để cho anh em giá là 1.8 triệu nha, mới bán được nha anh em. 1.8 triệu nha, vỏ keng xà beng luôn nha. Vỏ mới keng nên là giá nó hơi nhín một tí. Anh em tùy ý mà mua nha. Con này vỏ đẹp thì mình tính là 1.8 triệu đấy. Rồi, tiếp theo là mình có một con Wiko Ufield. Hàng thanh lý anh em, hàng thanh lý á, máy mới keng luôn, chưa hề qua sử dụng nha. Ufield giá 3 triệu mấy bạc, bây giờ buộc phải ăn thanh lý cho anh em luôn. Con này RAM 3 bộ nhớ 16 mà 5 inch, còn phải RAM 3 không ta, để coi kỹ lại coi. Pin con này là 2.5 nha. RAM 4 nhé, sorry anh em, RAM 4 bộ nhớ 32. RAM 4 bộ nhớ 32. Đó. Cấu hình rất là mạnh nha, 4G full màn hình 5 inch. Đó, con RAM 4 32 anh em, cấu hình nó cực mạnh nha. Giá bèo, hồi trước nó 3.3 triệu đó. Thanh lý nhanh cho anh em luôn, giá 1.8 triệu. 1.8 triệu. Bao ship. Hộp thì đầy đủ chức phụ kiện cho anh em rồi. Đây. Ốp yết đầy đủ nha, ốp này. Sạc tai nghe cấp cấp. Đó. Máy chưa sử dụng thì anh em hiểu rồi nha. Anh em nào cần thì hú nha. 1.8 triệu. Đó, bao ship tận nhà. Cặp trước mình 100k Viettel là mình sẽ gửi cho anh em con máy này ngay lập tức luôn. Ufield. Ufield Prime RAM 432, giá 1.8 triệu, bao ship. Rồi, clip này mình thân ái chào anh em nha và hẹn anh em những clip tiếp theo. Chào tất cả các anh em.